Mẫu hậu, nếu người không thu hồi thánh lệnh, con sẽ quỳ mãi ở chỗ này. Vậy thì con cứ quỳ đi. Thái tử phi ít nhiều cũng đã hiểu được thái tử. Vĩnh nương, cô mặc kệ chàng ấy đi, cứ để chàng ấy quỳ, để chàng ngất đi. Nói không chừng chàng ấy chỉ muốn diễn cho hoàng hậu xem thôi. Cũng là việc mà đạo phu thê nên làm. Cẩn thận, nếu không phải lo lắng hai nước giao chiến, trăm họ lầm than, máu chảy thành sông, xương chất thành núi, tiếp nhịn. Hôn nhân mà không có tình cảm, thật sự một ngày như một năm, nhưng màn đêm không thể nào kết thúc. Ta không muốn ngài giống như ta đâu. Nếu không vui, đừng tỏ vẻ rộng lượng. Thái tử liệu có ngồi yên khi sự khó chịu trong lòng vẫn chưa vơi? Đón xem tiếp diễn biến ở tập 40 Đông Cung, phát sóng lúc 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 16 tháng 7 năm 2019, độc quyền trên kênh TTV 11 Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý vị cùng đón xem.